Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series review nhân vật PVP. Và theo yêu cầu của anh em thì ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta chính là nhân vật Illusion Knight. Thì mình thấy trên YouTube chưa có cái chia sẻ build nào đối với nhân vật Illusion Knight đi theo hướng PVP. Vậy câu hỏi đặt ra là nhân vật Illusion Knight có thể PVP hay không, hay chỉ là PVM, và dùng skill nào cũng như cách tăng pool ra làm sao để có thể PVP tốt, thì tất cả những điều này sẽ có trong cái video ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút sơ qua về nhân vật Illusion Knight và cách để tính điểm cũng như là cái công thức tính đam của em nó. Đối với nhân vật Illusion Knight thì được web game cho ra mắt ở cả các season cao gần đây, và cấp độ của Illusion Knight cũng sẽ có 4 cấp độ như sau. Ở cấp độ 1 sẽ có tên là Illusion Knight. Cấp độ 2 là sẽ là Miracle Knight. Cấp 3 sẽ là Illusion Master. Và cấp độ 4 sẽ là Mystic Knight. Rồi chúng ta sẽ đến với công thức tính của Illusion Knight. Sát thương tối đa thì sẽ bán sức mạnh chế chính và cộng với nhanh nhẹn chia cho 6. Sát thương tối thiểu là sẽ bán sức mạnh chia cho 11 và cộng với nhanh nhẹn chia cho 9. Tỷ lệ tấn công thành công đối với khi đi trên sẽ là nhanh nhẹn nhân với 1,25 và cộng với sức mạnh chia cho 2. Đấy. Còn khi mà đi tỷ lệ tấn công khi mà đi PVP ấy, thì là sẽ bằng nhanh nhẹn nhân với 2,5 lần đấy nhé mà. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ đến với phòng thủ. Phòng thủ cơ bản thì sẽ bằng nhanh nhẹn chia cho 7. Tỷ lệ phòng thủ thành công khi PVM thì bằng nhanh nhẹn chia cho 3. Còn đối với khi mà tỷ lệ phòng thủ thành công khi mà đi PVP thì sẽ bằng level nhân cho 2 cộng với nhanh nhẹn chia cho 4. Ui trời ơi, và tốc độ đẩy sẽ bằng nhanh nhẹn chia cho 7. Rồi, anh em có thể thấy qua cái công thức tính cơ bản như thế thì tất cả các cái thông số của IK mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là nhanh nhẹn. Tất cả đều phụ thuộc vào nhanh nhẹn hết, bao gồm cả sát thương tối đa cũng như là sát thương tối thiểu đều là phụ thuộc vào nhanh nhẹn là chính. Rồi chúng ta sẽ đến với một trong những thông số quan trọng của các season cao, đó chính là đam thuộc tính, sát thương thuộc tính. Ở đây sát thương thuộc tính của Illusion Knight sẽ bằng Agi chia cho 10, cũng như là sát thương thuộc tính tối đa sẽ là bằng Agi chia 7. Phòng thủ thuộc tính cũng bằng Agi chia 10. Như vậy tiếp tục nhanh nhẹn là một trong những cái thông số cực kỳ quan trọng của IK. Và anh em có thể thấy qua cả cái thông số cơ bản như thế thì sau này chúng ta hướng build của chúng ta thì chỉ là tăng chủ yếu vào nhanh nhẹn mà thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ xem IK sẽ có bonus nha anh em. Và trên màn hình anh em cũng có thể thấy bảng bonus đáp cũng như là bonus phòng thủ của IK. Đối với bonus sát thương được cộng thêm thì sẽ bằng, sẽ có các cái mốc như sau. Nó sẽ khác đối với các nhân vật khác. Đối với IK thì mốc cơ thấp nhất của chúng ta sẽ bắt đầu từ 1.800 điểm nhanh nhẹn, và mức cao nhất sẽ là 3.000 điểm nhanh nhẹn. Tương tự như vậy đối với mốc phòng thủ tăng thêm thì cũng sẽ là từ 1.800 nhanh nhẹn cho đến 3.000 nhanh nhẹn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tăng điểm bảng C cũng như là vật phẩm mà IK sẽ sử dụng. Đối với season 18.2 mùa mùa online thì như cả hướng build hôm nay chúng ta chỉ tăng sức mạnh 394 điểm đủ để mang vũ khí. Anh em có thể thấy cây vũ khí mình sử dụng vẫn là cây Blade cộng 15. Và ở đây Blade của mình cũng sẽ được khảm Harmony bởi 3 dòng. Đó là dòng Skill Dam, dòng SD Reduction Ray là một trong những cái dòng không thể thiếu khi mà anh em đi PVP. Và chuyển mana thành Dam là 45 điểm. Ở đây mình cũng như cái video mình hướng dẫn build nhân vật sụt Witcher, anh em sẽ phải thảm đá cấp cao để có thể giảm sức mạnh sử dụng của em nó đi 50 điểm. Anh em có thể thấy bây giờ sức mạnh của mình yêu cầu chỉ là 394 điểm mà thôi. Rồi tiếp tục đối với nhanh nhẹn của mình thì mình sẽ tăng hết tất cả các điểm còn lại vào nhanh nhẹn, và bây giờ lượng nhanh nhẹn mình đạt được là 3.189 điểm anh em ạ. Và đối với lượng nhanh nhẹn như vậy thì mình sẽ có được là phòng thủ gần 11.696. Tốc độ đánh mình sẽ là max speed nha anh em. Và tỷ lệ phòng thủ PVP thành công của mình sẽ là 8.495 điểm. Ở đây máu và năng lượng mình sẽ không tăng, và skill dam mình đạt được là 336 điểm skill dam. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng vòng cổ. Vòng cổ thì mình sẽ sử dụng vòng cổ sốc kẹt với 3 dòng. Dòng đầu tiên là tăng 10% crit excellent dam. Dòng thứ hai sẽ là tăng đam theo level, và dòng thứ ba sẽ là bài speed.
Đối với xích thì anh em sẽ phải bắt buộc khảm các xích như sau: xích giảm đam ở xích 1, xích thứ 2 sẽ là xích tăng máu tối đa 295 máu, và xích thứ 3 sẽ là xích phản sát thương cộng 14%. Và khi anh em khảm theo thứ tự như thế, đối với các cái xích từ xích 4 trở lên thì anh em sẽ có mốc là điểm tăng thêm. Ở đây mình sẽ được tăng thêm 33 điểm máu tăng thêm nha anh em. Rồi đối với set đồ của mình cũng sẽ phải sử dụng set rút và cực khảm ba dòng harmony là giảm đam, tăng tỷ lệ ra to lên 5%, cũng như là chuyển mana về máu lên 120 máu. Và anh em cũng có thể thấy máu của mình bây giờ là 14.668 nha anh em. Đối với một server nâng PVP thì con số máu này không hề nhỏ đâu anh em ạ. Rồi đến với một cái thứ nữa, đó chính là sách thuộc tính. Thực chất sách thuộc tính đối với nhân vật IK thì anh em nên sử dụng Antonia nha anh em. Ở đây thì mình chưa có Antonia để có thể sâu cho anh em, nhưng mà anh em sẽ sử dụng cho mình là Antonia với lõi phòng thủ sẽ rất là tốt. Đối với cặp khuyên tai thì khuyên tai mình sẽ dùng cặp khuyên tai đồng cấp 6 với 3 dòng. Đấy, nếu như anh em không có thì sẽ là ưu tiên các dòng như sau. Bên trái ưu tiên cho mình dòng skill đam cũng như là dòng attack power hoặc là skill đam và máu. Đối với dòng bên phải thì anh em sẽ ưu tiên cho mình là attack speed cũng như là hai cái dòng crit và excellent đam lên 9%. Đây là hai dòng cực kỳ quan trọng anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó chính là master level 400. Đối với master level 400 mình sẽ có cách build như sau. Đối với bảng phòng thủ mình sẽ lấy 20 điểm đối với phòng thủ thành công, và mình chỉ lấy 1 điểm với phục hồi AG cột tím. Bởi vì anh em có thể thấy khi mà Illusion Knight của mình sẽ sử dụng skill Bladestorm là skill rút chính để đi PVP thì khả năng tiêu tốn AG của em nó rất là ít, nên mình chỉ cần lấy 1 điểm đủ để phục hồi lại cái lượng cột tím đã mất anh em ạ. Ở đây mình sẽ lấy 10 điểm đối với phòng thủ bình thường và 10 điểm đối với phòng thủ thành công khi mà đi PVM. Và đối với bảng tăng C tức là bảng pole thì mình chỉ lấy 11 điểm đối với mỗi ô sức mạnh cũng như là nhanh nhẹn đủ để mang cây vũ khí. Và mình sẽ lấy 12 điểm với stop weapon kháng block dam, và mình sẽ tiếp tục lấy 12 điểm đối với tăng giáp chống xuyên giáp nhé. Đấy, đây là phòng thủ chống xuyên giáp, đấy, giúp cho anh em đỡ bị xuyên giáp hơn. Rồi đối với bảng skill mình chỉ lấy 10 điểm đối với tỷ lệ tấn công thành công khi mà đi trên quái, và mình chỉ lấy 10 điểm đối với skill slash, và mình sẽ tiếp tục tăng với 11 điểm đối với weapon mastery. Và yêu cầu bắt buộc của skill Bladestorm đối với level 800 sau này thì chúng ta sẽ phải tăng vào Winglet 10 điểm và Winglet mastery 10 điểm, khi đó thì chúng ta mới có thể học được skill root nha anh em. Đối với skill book của Illusion Knight thì mình sẽ lấy max tối đa để có thể có được 100 điểm sát thương, và lấy tiếp 10 điểm để có thể lấy được 10 tốc độ đánh, cũng như là 10 điểm đối với Illusion Blade Mastery là cái điểm bắt buộc anh em phải học để có thể học được Blade Storm. Rồi đối với cột máu thì mình sẽ lấy 11 điểm đối với máu cơ bản là 600, và lấy 17 điểm đối với máu tối đa sẽ là được 1140 máu. Đối với ô tấn công mình sẽ lấy 20 điểm đối với gia tăng tỷ lệ tấn công thành công khi PVP 20 điểm. Ở đây anh em, đối với ô Blade Harding, đây là một trong những cái ô Master có thể giúp cho anh em có một lượng đam cao. Thì tuy anh em, nếu như mà anh em giữ bom, anh em có thể đẩy cái bom máu này, cái điểm tăng máu này, anh em chỉ lấy 11 điểm hoặc là 13 điểm. Và còn bao nhiêu điểm anh em đẩy sáng ô tăng skill Blade Harding này tăng cao lên cho mình thì anh em sẽ có được một lượng sát thương tổn hơn rất là nhiều. Tiếp tục đối với Blade Mastery mình sẽ lấy 10 điểm để lấy có thể được là 5% double đam nha anh em. Rồi đối với mana reduction mình sẽ chỉ lấy 10 điểm để có thể tăng được cả đam tối thiểu cũng như là đam tối đa. Và ở đây mình sẽ lấy 11 điểm đối với phục hồi 100% lượng máu đã mất khi mà chúng ta bị gây sát thương, và mình sẽ lấy tiếp 19 điểm phục hồi hoàn toàn 100% HD. Và khi mà anh em lấy 19 điểm thì anh em sẽ có 4% tròn nha anh em. Và bắt buộc là tiếp tục chúng ta sẽ lấy 19 điểm đối với tăng đúc bộ đam, đam kép sẽ lấy được 4%, và tương tự như vậy đối với đam xuyên giáp cũng là 4% khi mà chúng ta tăng 19 điểm. Rồi trên đây là bảng Master level 400. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bảng Master level 800.
Đối với bảng Master level 800 thì mình sẽ dùng skill PK chủ yếu chính là Bloodstone và mình sẽ tăng max 20 điểm tất cả. Những ô có thể tăng 20 điểm và tăng 10 điểm đối với thêm đam của Master level 800. Ở đây anh em có để ý sẽ là có ô tăng thêm điểm bonus, thì đối với ô này anh em sẽ tăng tiếp cho mình là 40 điểm vào Agi nhanh nhẹn nhé. Tương tự như vậy, điểm bonus khi mà anh em tăng đi book cũng được 40 điểm vào nhanh nhẹn luôn cho mình, và tất cả các ô còn lại thì anh em tăng mắc 40 khi mà anh em đủ level. Và để có thể tăng được lên 40 điểm đối với ô tăng phòng thủ cơ bản thì anh em sẽ phải tăng thêm cho mình là 20 điểm vào Winglet và 15 điểm vào Damkar. Đó, đối với bảng Master level 400 thì anh em chỉ 800 thì anh em chỉ cần lưu ý như vậy thôi. Rồi, đối với khả năng PVP của em nó trong thực tế như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng test sơ qua nhé. Ok, vừa rồi là mình vừa chia sẻ cho anh em hưởng build nhân vật Innocent Knight PvP của mình, cũng như là một đoạn video ngắn về việc mình đua với nhân vật đắc lọt của như là DK. Và anh em cũng có thể tự cảm nhận được sức mạnh của nhân vật Innocent Knight khi đi PvP. Và hy vọng video này sẽ giúp ích được ít nhiều cho anh em trong cái việc build nhân vật của chính mình. Và nếu anh em như thấy hay thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh, và đừng quên để lại ý kiến bình luận của anh em ở dưới video nhé.